Chào Lâm Chi. Mày hay lắm, mày giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đâu bay. Là sao Lâm Chi? Tao nuôi mày mập thấy, rồi mày bỏ nhà tao mày đi. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Trời ơi, xin lỗi gì mày ơi. Mày không có hiểu mấy câu mà ăn quả nhớ nguồn, uống nước nhớ kẻ trồng cây. Nắm hiểu mấy câu tục ngữ tới đâu. Lâm Chi ơi, để bạn nói sai sai rồi đó. Sai gì? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn mới đúng chứ. Mày tính bắt lỗi tao hả? Giờ tao nói cỡ nào mày cũng đi à. Tại vì chị Tâm Ý nói là nếu mình ở đây thì mình sẽ bị Lâm Chi đánh hoài. Tao đánh mày nào? Mày giúp việc cho nhà tao thì mấy lúc tao buồn buồn tao lên tao quẹt quẹt mấy cái thôi. Vậy mà đánh đó hả? Quay qua nhà đó mày còn bị đánh dữ hơn tao nữa. Lúc đó thì mới thấy cái cảnh. Không có đâu, ở bên đó chỉ có một mình bà thôi à. Mà bà hiền lắm. Trời ơi, chắc hiền. Chắc hiền à, trời trời. Ê Ngọc Khai, nhà bệnh có nuôi chó không? Bạn hỏi anh chi vậy? Bả không đánh mày thì con chó nó cũng tát mẹ. Uống gãy ra còn hơn nữa. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Nhưng mà mình cũng sẽ quay về thăm bạn mà. Thôi khỏi đi mày ơi. Mày thương tao thì mày đâu có đi. Nếu mà gặp tao nha, là tao không đi, tao ở lại đây rồi đó. Tao nói trước nha, cái nhà này nè, nhiều tình thương dành cho mày lắm á, nhất là tao nè. Suy nghĩ kỹ lại đi. Nè, tao cho mày á, ăn đi. Nhớ nha, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. À mà quên, nếu gặp tao á là tao không có đi rồi đó Tâm Anh. Suy nghĩ kỹ lại đi nha. Nhà này dành tình thương nhiều cho mày lắm á. Bộ mày thích ăn mấy món tầm thường đó lắm hả? Ngon á. Ngon cái gì? Để tao gọi pizza về coi cái nào ngon hơn là biết liền ha. Ê, nè. Nè cái này ngon mắt nè. Không ăn hả? Không ăn ngon hả? Sao? Ngon không? Ngon đi. Đưa tao cái à. Nè. Tại tao thấy mày ăn một mình buồn nên tao mới ăn chung cho vui thôi đó nha. Ở trong chảo còn đó, hết thì mấy đứa lấy thêm nha. Dạ. Mày đi đâu vậy? Chạy là ngon rồi nè. Ba, dậy ba. Gì vậy con? Ông kêu ba kìa. Làm xong chưa? Đưa cho tao coi coi. Khoan đã, mình chưa làm xong mà. Mấy xíu mình làm xong mình đưa cho bạn.
gì vậy làm chi? Ủa, chị bà ba hả chị? Ừ. À, bộ chị không biết em ghét nhất là món chè bà ba này lắm hả? Tự nhiên nấu món này chi vậy? Ủa, em không biết bữa nay là ngày sinh của mẹ em hả? Mẹ em rất là thích ăn chè bà ba vào ngày sinh đó. Ngày sinh? Hai chuyện đâu liên quan gì đâu. Ngày sinh chứ đâu phải là sinh nhật đâu. Này Lam Chi, ngày sinh tức là sinh nhật đó. Bạn hiểu không? Chi nói cho Tâm Tâm biết nha. Tâm Tâm làm như Tâm Tâm giỏi lắm không bằng á. Chị qua nhà Chi giúp việc Chi vợ. 6 giờ 6 giờ hả hả 6 giờ. Cũng nhõng nhẽo nữa. Có gì ăn nấy đi. Chị là một trái miệng thôi mà. Ôi em không chịu đâu. Nói vậy thì em sẽ không ăn luôn. Nhịn đói luôn. Mới ăn xong, giờ ăn nữa. Làm ăn kiểu này là chết người ta rồi. Ừ, Lam Chi ơi. Cái này ngon lắm á, bạn ăn thử đi. Đi nè. Không ăn đâu. Ơi, ăn đi, ngon lắm. Không, ăn, ăn. Ừ, ngon thiệt. Kỳ quá à. Tại nó không ăn, mình đút ra ăn hoài. Để chị đi lấy đũa cho. Thôi, khỏi chị. Ăn gì nó mới ngon. Cho mình ăn nhé. Mày biết đúng không? Mày ăn cái tao hoài. Làm ăn kiểu này chết người ta. Nè, con ăn cái gì vậy? Con biết sao. Tối rồi đó, ăn nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Dạ. Tâm ý ra đây với cô. Dạ. Gà hả ba? Ừ. Ba có người bạn trên núi đó, biếu mấy con gà. Hay quá. Dạo này sức khỏe sinh lực của con như nó bị xuống thấp quá hả ba? Sinh lực của con thì kệ con chứ, quan trọng là sức khỏe của ba kìa. Dạ không. Yeah, tất cả đùi gà sẽ là của con nha không. Yeah. Cho mình một cái với. Ừ, cho mày cái phao câu á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mau đi học tới đây lên con. Con bị sao vậy? Ôi là nó gắn như nó quạo rồi mổ à. Trời đất ơi, con gà sao nó quạo con vậy? Dạ, hồi nãy Lam Chi với con đi học về, mấy con gà lao ra mổ với quạo nữa. Con thì dùng cặp đổ không sao, còn Lam Chi thì... Gà nhốt chuồng sao nó quạo nó mổ Lam Chi được? Dạ, con nhắc rồi mà Lam Chi không nghe, cứ tới mở cửa chuồng. Trời ơi, gì sao mở cửa chuồng chứ vậy con? Rồi giờ mấy con gà đâu rồi? Dạ, mấy con gà chạy lung tung ngoài sân hết rồi. Trời đất ơi. Alo. Cái đợt đạn. Sao? Thiệt là phiền phức. Cái đợt đạn. Ê Tâm Anh, đang nghe điện thoại kìa. Mày gọi mình hả? Hãy chuyển máy cho Tâm Anh giùm tôi. Điện thoại của cái đồ đạ. Cái người muốn gặp á. Hả? Là chị Julian hả? Ờ, nhưng mà sao hôm nay bà chịu gọi tên mình rồi hả? Gọi thì sao? Đâu có gì đâu. Được bạn gọi tên là mình thấy vui lắm rồi. Dạ. Là con nè, con chào chú Julian.